Chào cả nhà nha. Hôm nay anh em mình đi hơi xa bóng cầu thang, cho nên anh em mình đi ô tô cho nó khỏe. Bây giờ là đã 8 giờ hơn rồi mà anh em mình đã chưa đến công trình nữa. Chưa 8 giờ à... Chưa 8 giờ à? Ê, các bạn theo anh em mình đi đến anh em mình đã đi tới công trình nha. Nhà này cắt lửng, chiều cao 3m1, đóng 17 bậc, nhà rộng 5m. Đây, một hai nha. Đây, anh thợ đang đứng cái gió này. Bây giờ để anh em mình đóng, thằng anh em mình quay cho các bạn xem nha. Đây, bây giờ anh em mình đã làm xong cầu thang nha anh mà. À, đó. Xếp ra người dưới. Có nào biểu tay cơ yếu không? Tay nghề yếu không? Tay nghề anh em mình nói chung là mới ra nghề, cho nên là tay nghề hơi yếu. Anh em có gì chứ comment nhá, bình luận thoải mái. Anh em mình chắc trả lời hết. Rảnh cà phê nhá. Rảnh qua Bình Dương anh mình mời cà phê. Để anh em chỉ cho anh em mình những cái chiêu mà đóng làm rất nhanh và đẹp. Anh em mình cảm ơn. Đây là anh em mình đang xây cầu thang 17 bậc các bạn. Giám đốc cầu thang đá Hoa Cương đang xây. Anh này mới có 35 tuổi nhưng mà dạ, do anh lo làm ăn quá, đầu tóc bạc phơ ấy. Cho hồ lý cho thầy. Cái anh nhìn thấy cái tay anh không? Tay trái hả? Ừ. Người ta nói là tay siêu đập niêu không bỡ, nhưng mà đưa cho anh tán cái nào bẻ cái đó. Tay bóp chén đâu. Bỏ đi chén. Đổ nhiều quá, cháy hồ chú ơi. Đi hồ. Chưa. Đây là chiều cao nhà 3m1 nha. 3m1 hoàn thiện. Cầu thang đóng 17 bậc. Chiều cao của nó là 17-18, gần 18. Mặt bậc 23. Ôi anh Thành ơi, từ mới có 1 giờ mà anh Thành. Rối anh Thành, có ai anh Thành. Đi lên chút. Thôi, bỏ quên đi chú. Đâu có đâu, tại cái này không có like và share. Cái này là đến mai anh coi mới được.
hết. Hoa râm, tóc bị hoa râm. Người ta nói là tóc hoa râm. Người ta nói là chơi nhiều làm nhiều.